ngày 7 tháng 11, liên quan việc đổ đất đá lấn biển ảnh hưởng cảnh quan, môi trường Vịnh Hạ Long ở dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ninh đã quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital. Theo Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital đã có những vi phạm, gồm một là không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh Quảng Ninh. Mức xử phạt lỗi này 35 triệu đồng. Hai là chủ dự án đã không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Với vi phạm này, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital bị xử phạt 90 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, Thanh tra Sở cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án có biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm.